Quân đội Nga cho biết đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal để phá hủy một kho vũ khí ở gần thành phố Ivano-Frankivsk, miền Tây của Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo là cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng từ trên không diễn ra vào ngày hôm qua. Mục tiêu là phá hủy một nhà kho vũ khí dưới lòng đất có chứa tên lửa và đạn dược ở làng Deliatin. Đây là lần đầu tiên Nga sử dụng hệ thống tên lửa này trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal được cho là có thể xuyên thủng bất cứ hệ thống phòng không nào hiện có nhờ di chuyển với tốc độ cực đại và liên tục cơ động trong suốt hành trình bay.